Là cây trồng có khả năng chịu hạn tốt nên những năm gần đây, ớt là loại cây được nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long trồng để có thể chống chọi với khô hạn và xen canh lúa. Do nhu cầu xuất khẩu tăng cao nên hiện nay, mặc dù đang là vụ thu hoạch ớt nhưng giá ớt vẫn dao động từ 60 đến 80 ngàn đồng 1 kg. Thậm chí có lúc giá ớt tăng đến hơn 100 ngàn đồng 1 kg. Đây là mức giá cao nhất trong mấy năm trở lại đây. Nhiều hộ dân trồng ớt tại đồng bằng sông Cửu Long rất vui mừng vì năm nay ớt được mùa, được giá. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại huyện Bình Thạnh, một trong những nơi có diện tích trồng ớt lớn của tỉnh Đồng Tháp. Bên kia là cánh đồng lúa đã thu hoạch, còn bên này thì là những cánh đồng ớt đang vào vụ. Vào mỗi buổi sáng sớm, tại đây luôn rộn rã tiếng cười của bà con nông dân. Ớt là một trong những loại cây trồng mang lại được giá trị kinh tế cao, vì vậy được lựa chọn để giúp người dân đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững khi mùa lũ chưa về. Cánh đồng ớt của người dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Do lũ về chậm, nhiều năm nay, bên cạnh trồng lúa, anh Phong đã chọn trồng ớt luân phiên. Chỉ sau 2,5 tháng, ớt có thể cho thu hoạch. Với hơn 3 hecta ớt, anh không những tạo nguồn thu nhập cho gia đình mà còn tạo được việc làm cho hàng chục người dân địa phương lúc nông nhàn. Từ cái ngày trồng ớt cho đến hiện trường bây giờ thì thấy gia đình cũng tốt, cái là cũng như ớt thu hoạch nhiều ngày. Còn ở lúa thì chỉ thu hoạch chỉ có một ngày một thôi, ba ha ớt. Thu hoạch thì mỗi một vô một đợt thu hoạch gì vậy là khoảng chừng 30 ngày. Quân bình thì khoảng 200 gữ. Còn nếu mà trái chín gộ nhiều thì mỗi một người gì vậy là khoảng từ 300 gữ đến 400 ngàn. Ớt là cây có khả năng chịu hạn tốt, lại cho thu hoạch nhiều lần trong vụ. Vì thế mà hiện nay nhiều hộ gia đình tại huyện Thanh Bình đã tham gia mô hình này. Người dân ở đây cho biết, chưa năm nào giá ớt tăng cao như năm nay. Tùy theo giống ớt sau khi phân loại chất lượng, ớt loại 1 được thương lái mua ngay tại ruộng có giá từ 60 đến 80 nghìn đồng 1 kg, loại 2, loại 3 từ 40 đến 50 nghìn đồng 1 kg, riêng giá ớt kim có giá trên 80 nghìn đồng 1 kg, tăng gấp đôi đầu vụ. Ở đây trồng ớt thì mình cũng có thu nhập rất là ổn định. Tại vì trong khi người dân ở đây, anh Phong nè, tỉ như anh trồng ớt đi, rồi cái anh kêu mình đi trồng nè, rồi là xong lại đi bẻ ớt. Đó, cũng có thu nhập rất là cao. Có khi tại vì vô cái đám ớt này nó trúng quá đi, rồi cái mình lãnh làm không kịp. Theo nhiều người trồng ớt, sở dĩ ớt tăng giá như hiện nay là do nhiều diện tích trồng ớt tại các tỉnh miền Trung thời gian qua đã bị thiệt hại do mưa lũ, nên thị trường trong nước đang thiếu hàng. Bên cạnh đó, do nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc hiện nay tăng cao, nên thương lái khó ôm được lượng hàng nhiều để bán. Xem xét rồi chứng nhận về cái chất lượng hàng hóa và đưa cái thị trường của các sản phẩm nông sản này lên các cái siêu thị cũng như đưa lên các mạng quảng bá toàn quốc. Thì chúng tôi hy vọng rằng với cái lượng mà cái hàng hóa sản phẩm OCOP của Đồng Tháp cũng là một điều kiện để giới thiệu cái trước mắt những du khách là những sản phẩm đặc thù của địa phương. Hiện nay tại tỉnh Đồng Tháp có 3 huyện là Thanh Bình, Hồng Ngự, Tam Nông và thành phố Hồng Ngự là những địa phương có diện tích ớt trồng nhiều nhất. Ớt là cây dễ trồng, công chăm sóc ít nên giảm được chi phí đầu tư. Tuy nhiên, cũng giống như các loại nông sản khác, nguồn tiêu thụ phụ thuộc vào thị trường nên ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân bên cạnh trồng bán ớt tươi thì nên chế biến ớt để đảm bảo về đầu ra ổn định khi mở rộng diện tích, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.